Xịt dưỡng này không phải xịt dưỡng bình thường nha, xịt dưỡng tế bào gốc Mio Skin. Xịt dưỡng tế bào gốc Mio Skin. Đó. Cái loại mỹ phẩm này là dành cho người lười. Đó, tại sao người ta nói như vậy là mấy mấy cô, mấy bác, mấy mẹ, mấy chị em mà lười trang điểm, lười chăm sóc da, đi làm về mệt quá, chăm sóc gia đình chồng con mệt quá về hoặc là nằm ngửa ra là muốn đi ngủ luôn này. Tắm rửa xong cái, gội đầu xong cái lên giường đi ngủ luôn. Nhiều khi quên mất những cái công đoạn dưỡng da thì sử dụng em này rất hợp lý luôn. 5 trong 1 luôn. Một chai xịt như thế này nhưng không chỉ đơn giản là một chai xịt. Đây nó không phải là xịt khoáng như bình thường mọi người dùng đâu nha. Cái này nó là xịt dưỡng á. Xịt dưỡng tế bào gốc Mio Skin. Và cái này 100% là nhập chính ngạch của Hàn nha. Ở Việt Nam không có. Nhập chính ngạch của Hàn Quốc. Được phân phối toàn quốc ở Việt Nam là bởi công ty cổ phần Mio Skin. Chính là cái tên của cái em xịt dưỡng tế bào gốc này luôn. Thế thì cách sử dụng rất đơn giản thôi. Mình tẩy trang sạch này, sau mình rửa mặt và mình xịt. Nhanh, gọn lẹ, sảng khoái, thoải mái. Rất là đơn giản thôi. Cực kỳ là tiện dụng, cực kỳ phù hợp với những người lười chăm sóc da mỗi ngày. Đó. Tốt lắm lắm luôn mọi người ạ. Cực kỳ tốt. Sài Gòn rồi, vợ chồng Trấn Thành Harwon nghiện luôn ý. Chị Lê Giang dùng cũng thích, cũng khen. Anh Đức diễn viên hài dùng cũng thích, cũng khen rất là nhiều. Ai dùng cũng thích, các bạn diễn viên trong Sài Gòn thì biết rồi. Còn không hiểu là ngoài Bắc này thì chị em cũng đã biết tới nhiều chưa. Thì đây, Hưng cho mọi người xem nha. Đó. Cái chai này là cái chai xịt dưỡng tế bào gốc Mio Skin, không phải là xịt khoáng. Xịt khoáng và xịt dưỡng khác nhau nha. Xịt khoáng chỉ đơn giản là làm cho chúng ta thoải mái, thư thái, gọi là tươi mát cái mặt mình thôi, cho mình kiểu mình đang buồn ngủ, mình tỉnh ngủ thôi. Chứ còn xịt dưỡng thì nó khác, bởi vì xịt dưỡng này là hoàn toàn là những cái dưỡng chất nó có trong cái chai xịt này. Hưng nói 5 trong 1 có nghĩa là sao ạ? Toner, nước hoa hồng cũng có ở đây. Lotion là cái gọi là dưỡng, sữa dưỡng, nước dưỡng nó cũng có ở đây. Rồi là xịt cái là có dưỡng mắt luôn, tại vì cái này là trẻ hóa căng bóng da. Đó, rồi thay thế luôn cái bức serum. Serum chính là cái tinh chất để mà làm đẹp da đấy ạ. Rồi, và nó còn điều trị được cả cái mụn, cái nám, cái tàn nhang ở trên da nữa, bởi vì nó là tế bào gốc. Nó là tế bào gốc nha, chứ không phải là xịt dưỡng, dưỡng bình thường mà dưỡng tế bào gốc. Xịt dưỡng nha, chứ không phải là xịt khoáng đâu nha. Đó. Bữa trước Hương mua là 765.000. Bây giờ đang được khuyến mại ở bên công ty là còn có 665.000 thôi. Khuyến mại thì nó không giảm nhiều, tại vì là thực ra cái chai này hàng chính hãng thì giá nó cũng đã niêm yết như vậy rồi. Nhưng mà từ nay cho tới hết tháng 12 thì bên công ty cũng có một cái đợt gọi là tri ân khách hàng cuối năm á. Tại vì từ đầu năm đến giờ thì quá trời các bạn đặt hàng rồi. Thế nên là bên công ty họ cũng có một cái gọi là chương trình tri ân khách hàng để mà khách hàng gọi là cảm ơn khách hàng, đúng không? Cả một năm vừa qua đã ủng hộ. Và thêm vào nữa là cũng có một cái chút quà nhỏ nhỏ. Thế thì thời gian trước Hưng mua là 765.000 một chai này. Bây giờ đang được giảm giá, từ giờ đến cuối tháng 12 giảm còn có 665.000 thôi, giảm được hơn 100.000. Thế là cũng là nhiều rồi, đúng không? Từ 765.000 giảm còn 665.000. Free ship, không mất tiền ship. Sài Gòn, Hà Nội, thoải mái, free ship luôn. Và chưa hết ạ, được tặng thèm kèm thêm là hai cái miếng mask đắp mặt nạ cũng nhập từ Hàn Quốc về Việt Nam. Không có cái gì của Việt Nam cả, hoàn toàn là đồ nhập chính ngạch của Hàn Quốc. Kể cả đồ tặng là hai cái miếng mask đắp mặt nạ cũng là nhập của Hàn Quốc về đây. Tại sao nói mà da Hương nó cứ căng bóng như thế này? Bởi vì ngày nào Hương cũng xịt cái này vào buổi sáng. Hương thay thế luôn tất cả các công đoạn. Nói chung thì mình vẫn có những cái kem dưỡng để mình gọi là mình sử dụng thêm. Hoặc là khi mà mình đang ra đoàn phim là có một cái đội ngũ make up là họ chăm sóc da cho Hương, rồi họ make up cho Hương. Thì trước khi make up thì họ cũng có dưỡng da cho Hương. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều hôm Hương dậy, Hương mệt mỏi quá, Hương không có thời gian ngồi nhà để mà gọi là chăm sóc từng bước một. Đó, toner này, xong rồi lotion này, xong rồi serum này, xong rồi dưỡng mắt này, xong rồi lại còn kem chống nắng nọ kia. Là Hương chỉ có xịt một phát cái này vào buổi sáng thôi. Xịt ba xịt thôi. Hương có nói vui trên gọi là xịt xương xương mà sướng tới tận xương là như thế. Bởi vì cái này nó quá nhiều cái dưỡng chất ở bên trong này. Chứ còn nhiều cái dưỡng chất là gì thì một lát nữa Hương sẽ chia sẻ sau. Bây giờ mà nói đến đây thì chắc là nhà mình cũng đang tò mò, không biết là đến khi xịt nó thế nào. Thì nhân tiện đây thì Hương sẽ xịt luôn để cho nhà mình xem nhá. Đây. Đây là cái hộp này, hàng chính hãng nha. Đó, hàng chính hãng Mio Skin, xịt dưỡng tế bào gốc Mio Skin, nhập chính ngạch của Hàn Quốc và phân phối toàn quốc ở Việt Nam là bởi công ty cổ phần Mio Skin, cùng tên với cả tên thương hiệu luôn. Rồi, bỏ ra này.
Trời ơi, xương xương chưa? Xịt xương xương mà sướng tới tận xương. Bên công ty cũng có thể lấy câu này để làm slogan. Hương thấy cũng hay đấy. Hương cứ hay nói vui với cả mấy bạn ở đoàn phim ấy. Các bạn hỏi cái chai gì đây? Mình bảo cái chai này, cái chai mà xịt xương xương. Thế nhưng mà sướng tới tận xương. Tại vì là xịt một cái xong ha, trời ơi bạn ơi, chỉ cần một lúc thôi, nó thẩm thấu vào da mặt, nó cứ căng bóng lên như da của mấy bạn ở bên Hàn Quốc ấy. Đấy, kiểu là như vậy. Đây, chưa xịt mà mọi người nhìn cái da của Hương nó đã căng như thế này rồi. Mà Hương trang điểm từ sáng đến giờ phút này luôn. Bây giờ là 9 giờ, 8 giờ tối rồi. Mặt vẫn căng thế này, không có mụn, không có nám, không có tàn nhang, không có gì hết. Hương xịt cho mọi người xem nha. Không cần phải lắc lên. Bởi vì bản chất là nó đã là những cái tinh túy nó ở bên trong này rồi. Nó rất là đầy cái dưỡng chất, nó đậm đặc như thế này. Mình không cần phải lắc bởi vì nó không phải là nước. Nó không phải là nước bình thường, nó không phải là cái loại nước xịt khoáng. Mà đây là dưỡng, dưỡng chất rất là đậm đặc. Bao nhiêu cái tinh túy ở trong này, bao nhiêu cái loại tế bào gốc thì nó đã ở bên trong này rồi. Rồi bao nhiêu những cái chiết xuất thiên nhiên, nó những cái hoa quả thảo dược nó ở bên trong này rồi. Thế nên là mình không cần phải lắc lên như chúng ta sử dụng những cái sản phẩm xịt khác. Bởi vì cái này nó là cái xịt dưỡng đặc biệt, xịt dưỡng tế bào gốc, không cần phải lắc. Và các bạn nhìn cái đầu bấm này không ạ, cái vòi này không ạ. Đó, mình chỉ cần bấm 3 lần thôi. Một phát ở bên này, má trái đi. Một phát bên má phải và một phát là xương xương ở toàn khuôn mặt của mình. Chỉ cần 3 lần xịt thôi vào mỗi buổi sáng là đủ để gọi là thẩm thấu vào da và bảo vệ da từ A đến Z và đầy đủ, cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất vào da rồi. Đặc biệt là cung cấp những cái tế bào gốc ở trong cái chai xịt này vào da của mình. Đó, thì bây giờ Hương xịt thử mọi người xem nha. Mình hơi mình hơi chéo thẳng cái vòi xịt lên phía trên. Đó. Đó, xương xương chưa ạ? Đó. Xịt như kiểu mình xịt nước hoa đó, không cần phải để gần quá, xa xa chút xíu. 3 phát thôi, đây nhà mình nhìn này. Đó, mình nhìn cái da của Hương chưa? Căng bóng chưa ạ? Hôm nay là cố tình mặc một chiếc váy màu xanh. Nó cũng rất là giống với cả cái hộp màu xanh.